Sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 52 phút ngày 4 tháng 6. Theo clip camera hành trình của chiếc xe phía sau ghi lại, tài xế ô tô con biển số 51K35261 dù đã đi vượt quá điểm dẫn ra cao tốc nhưng không đi tiếp mà bất chấp đi lùi để trở lại lối ra vào cao tốc Phan Thiết Cầu Dây. Mặc dù tài xế xe phía sau đã nhắc nhở người điều khiển xe ô tô con về mức độ nguy hiểm khi đi lùi trên cao tốc nhưng lái xe vẫn cố tình vi phạm đây là hành vi vô cùng nguy hiểm và thực tế đã có nhiều vụ việc va chạm, tai nạn do hành vi này gây ra. Theo Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ, người điều khiển phương tiện có thể bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng đối với hành vi đi ngược chiều, đi lùi trên đường cao tốc, tức quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng và có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự tùy vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc nếu xảy ra va chạm.